Honda City là một mẫu xe trong phân khúc hạng B được mệnh danh là một trong những mẫu xe rộng rãi vụ nhất trong phân khúc luôn. Đó, thì ngày hôm nay Enica mới về một mẫu xe Honda City phiên bản CVT được sản xuất năm 2019. Màu nâu hồng rất là đẹp nhé, màu nâu hồng rất là đẹp. Chất xe đã chạy được 54.000 cây rồi. Và mẫu xe này Enica đang chào bán với mức giá là 498 triệu đồng. Có hỗ trợ vay trả góp lên đến 70% và thời gian vay tối đa là 5 năm. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết mẫu xe Honda City CVT 2019 phiên bản màu nâu hồng ngay bây giờ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thì nhà sản xuất thì trên đăng ký của mẫu xe này nó được gọi là màu nâu hồng. Nhưng thực tế thì Khải nhìn thấy theo đúng hiện trạng của xe thì nó không có một cái gợn gì của tí màu hồng cả. Mà tên gọi chính xác của nó chính là màu xám titan. Vâng, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chất xe City CVT 2019 nhé. Xe này là tư nhân một chủ từ đầu, biển gốc thành phố. Khi quý vị và các bạn đăng ký mẫu xe này về Hà Nội, chúng ta chỉ mất có quanh khoảng hơn 7 triệu đồng thôi là đã có thể sang tên chính chủ rồi. Phần ngoại thất của mẫu xe này rất là đẹp nhá. Hiện tại thì Khải đang nhìn thấy phần nắp capo nó không có vết chảy xước gì cả. Cái phần mặt ca lăng, phần viền chrome còn rất là sáng này. Chúng ta nhìn cái cụm đèn pha của mẫu xe này. Đây là phiên bản CVT nên là đèn pha chỉ được trang bị là đèn halogen thôi, không phải là đèn LED như phiên bản top. Nó vẫn có một cái giải LED định vị ban ngày ở đây. Đó. Rồi, xin mời các bạn sang phần phía thân xe này đi. Bộ mâm của mẫu Honda City CVT 2019 nó hoàn toàn giống như bản top luôn. Mâm đa chấu hợp kim nhôm rất là chắc chắn luôn này. Mọi người nhìn không? Và chúng ta có thể nhìn thấy đây, bộ mâm của mẫu xe này nhá, chủ đi cũng khá là giữ gìn luôn, không có bị chảy xước gì cả. Lốp còn khá là dày này. Đó, lốp còn rất là dày. Gương chiếu hậu của mẫu City thì có tích hợp giải đèn LED ở đây và có công nghệ chỉnh điện gập điện rồi. Nóc xe cũng thế, không có bị chảy móp gì cả. Hệ thống các cánh kính lái này, kính cánh cửa của mẫu xe này đã được chủ xe dán phim cách nhiệt đầy đủ và chưa có bị thay thế gì cả. Cái phần nhựa đen của máng nước phần trên này, mọi người nhìn qua một chút nhé, cái độ đen bóng của nó còn giữ rất là tốt, chứng tỏ là bác chủ thường xuyên cất xe ở nơi trong hầm hoặc là nơi bóng mát. Đó, rất là giữ gìn. Ở đây thì có thêm cả cái phần vè che mưa nữa này, vè che mưa. Tay nắm cửa có nút bấm ở đây. Mạ chrome còn rất là sáng. Rồi toàn bộ kết cấu khung gầm của mẫu xe này rồi nhá, cũng như các thường lệ những xe khác thôi, Khải cũng sẽ giới thiệu qua. Toàn bộ kết cấu khung gầm của mẫu xe hoàn toàn là nguyên bản 100%. Enica sẽ có văn bản cam kết về mẫu xe này. Đó, đây mọi người nhìn cái phần trụ bê của nó này, nguyên zin hết. Tiếp theo nữa là cái điều ưu điểm vượt trội của mẫu xe này, đó chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của mẫu xe. Cái điều mà Khải muốn nói cho mọi người cùng thấy đây, đây chính là mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất, khá là tiết kiệm luôn. Tiếp theo nữa là cánh cửa, chúng ta mở hàng ghế thứ hai. Đây, ưu điểm vượt trội của mẫu xe này đây, đó chính là hàng ghế thứ hai nó vô cùng là rộng luôn. Và nó có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Rồi anh máy quay có thể quay tiếp cái phần cánh cửa này. Chúng ta nhìn thấy những phần lớp sơn phủ nhá. Đó, mọi người nhìn không? Nó còn rất là sắc nét luôn. Bên dưới sàn xe thì chủ xe cũng đã bọc một lớp sàn da rồi. Đó, nhìn chiếc xe nó rất là sạch sẽ. Rồi, bên trên trần thì có một lớp trần 5D. Mọi người nhìn không? Cái thời tiết nắng nóng này thì chúng ta có cái trần 5D này thì nó sẽ bảo vệ ở bên trong này. Cảm giác thì nó sẽ được mát hơn. Rồi xin mời các bạn sang phần phía đuôi xe này. Đuôi xe của phiên bản CVT nó không khác gì bản top cả, cũng được trang bị các cảm biến lùi này. Cam lùi ba góc chiếu luôn nhá. Đây, phần cốp cũng là ưu điểm vượt trội của mẫu xe này. Cốp là có dung tích là 520 lít. Rộng nhất trong phân khúc hạng B, thậm chí rộng hơn cả những mẫu xe thuộc phân khúc hạng C. Nó vô cùng rộng luôn. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần máy và phần nội thất của mẫu xe này. Xin mời quý vị và các bạn
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là trái tim của mẫu xe Honda City phiên bản CVT. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất khoảng 107 mã kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Chúng ta đã biết rồi, hộp số vô cấp CVT thì đi nó rất là êm ái, mượt mà và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Cộng thêm đó thì xe đã được trang bị động cơ iVTEC công nghệ van biến thiên thông minh rất là nổi tiếng của Honda rồi. Đó. Tiếp theo nữa về chất lượng nhé, thì khi quý vị và các bạn mua xe tại NK, chúng tôi sẽ cam kết cho quý vị và các bạn phần động cơ, phần hộp số của mẫu xe này hoàn toàn nguyên bản 100%, không có như đại thu máy, cổ máy ra. Đó, chúng tôi sẽ cam kết cho quý vị và các bạn nhé. Kể cả những cái phần keo chỉ của cabo của mẫu xe này cũng thế này, mọi người nhìn không? Keo chỉ cabo nữa, vẫn còn nguyên zin này, 100%, không có bị đâm đụng ảnh hưởng kết cấu phần đầu. Đó. Còn phần máy của Honda City thì các bạn biết rồi, máy nó rất là êm nhé, cực kỳ êm luôn. Nếu mà chúng ta để nổ máy và đóng nắp capo lại, gần như sờ vào đây chúng ta sẽ không cảm nhận cái độ rung của phần máy. Máy rất là êm và máy cũng hiện tại cũng chưa có hiện tượng bị ẩm dầu gì cả. Khá là ok luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là clip giới thiệu nhanh về mẫu Honda City phiên bản CVT được sản xuất năm 2019, chất xe chạy được hơn 5 vạn rồi. Mẫu xe này NK đang chào bán với mức giá là 498 triệu đồng, có thương lượng, có hỗ trợ vay trả góp. Các bạn quan tâm mẫu xe này hãy nhấc máy gọi ngay cho Khải theo số điện thoại là 091 124 1881 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.